Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái hộp của cái sạc dự phòng các bạn. Thì như em đang cầm ở đây này thì cũng thấy nó khá là nặng, nhưng mà không hiểu đây có phải là xốp đóng gói không, nhưng mà nó nhìn các bác nhìn này, cái băng keo nó bị bong hẳn ra rồi. Thì việc bong như này nó rất là dễ lấy luôn, nếu mà có bị mất hàng thì rất là dễ luôn. Đây này, nói chung là em thấy là cái việc đóng gói như này là nếu như mà xốp đóng gói như này là em thấy nó không được chắc chắn, thực sự là như vậy. Tại vì em cũng đóng hàng nhiều, em biết đóng như này thì em thua gì, và kể cả người ta có rạch ra phát người ta dán lại nó rất là dễ dàng luôn. Đó, không hiểu sao. Thì đây, đây là cái xốp mà em mua nhé các bác nhé. Đây, cho các bác nhìn rõ ràng luôn, cũng chẳng phải là PR hay là dìm hàng cái xốp này đâu. Tại vì thực sự là cái sạc dự phòng này, tẹo nữa em sẽ bóc hẳn ra cho bác xem, thì em cũng chưa biết nó có phải là sạc dự phòng hay không nữa. Thì cái này này em là đã trả tiền trước rồi đấy. Thì dạo này Shopee được cả đồng kiểm các bạn đấy, nhưng mà em cơ bản là em chưa đồng kiểm, em chưa chưa thèm đồng kiểm luôn, em cứ về mang về em bóc luôn đấy. Tại vì số tiền ở đây nó không phải là quá nhiều đâu đấy, nhưng rất là dễ bóc này. Nào, thế như là nó vẫn là cái sạc dự phòng thôi. Đây, trong hộp hết rồi. Tại vì anh giờ cầm ấy nó cũng thấy nó khá là nặng. Đó, 20.000 các bác nhé. Con này là 20.000 luôn. Thì như cái quảng cáo của shop ấy, thì shop bảo đây là cái sạc chính hãng luôn các bác nhé, không phải là hàng fake gì cả. Thì cái con này ấy, nó là cái sạc của Xiaomi và có công suất lên đến 50W các bạn. Thì tại vì các bác biết rồi đấy, hiện tại thì em đang dùng cái con cái 23 Ultra này, thì cái công suất sạc của nó đang là 45W. Thì phải dùng cái củ này thì nó mới nhanh được. Đấy, thì đây là các thông số của nó đây. Đó, các bác có thể tự đọc nhé, tự dịch nhé. Thì em xem đọc có chỗ nào là lớn nhất đây, cái đầu ra này 5 nhân 3 đây này, 15 nhân 35 đây này, các nhìn nào, có cái chỗ 10V và 10V và 5A này này. Đấy, thì nó nhân lên sẽ được 50 đấy. Đấy, thì cũng không biết là phải check cái này nó như thế nào, tại vì em cũng có hỏi qua shop rồi là có cái tem QR này không và có cái số seri này không này. Đấy, thì shop cũng có là check cho em rồi là có nhé. Đây, số seri các thứ này, các thông số mà dán gì đấy em cũng không rõ đâu. Đấy, nhưng mà em thấy có một cái điểm rất là buồn cười, đó là Xiaomi thì chỉ dán cái những cái tem vạch này trên hộp thôi, chứ trong trong cái củ này như là không có. Đấy, thôi em cứ bóc ra nhé. Đấy, trong này có một cái hướng dẫn sử dụng. À đây, hình như vậy, số mã vạch này không nhỉ. À đây, hình như nó bảo là có chỗ để check sao này. Đấy, kiểu kiểu như vậy hay sao ấy. Đó, rồi những thông số này thì chẳng quan tâm đâu. Rồi, ok. Thì đây, đây có một cái dây 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 sạc đi kèm. Thì cái dây này ấy, nó là cái dây A2C các bác nhé, A2C này. Nhưng mà thực sự là nhìn cái chất liệu nó rất là lởm luôn, nó rất là lởm luôn ấy. Đây các bác nhìn này, còn ba viên này, còn ba viên các thứ này. Đấy, là cũng bị lồi cái chỗ này lồi lõm luôn, nó không phẳng luôn đấy, chỗ này cũng vậy luôn đấy. Thì thực sự là nếu mà cái dây này của Xiaomi làm ấy, nếu như mà cái dây này của Xiaomi làm thì em nghĩ là không phải, thì không bao giờ Xiaomi làm cái dây nó lởm như này cả đấy, cho nên là em đang rất là nghi ngờ cái củ này nữa đó. Hy vọng nó không phải làm fake. Trước tiên thì là cái bề mặt này này, cái bề mặt này nó là cái một cái loại bề mặt nó kiểu như 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 nhám sần sần ấy, hơi nhám nhưng mà nó không phải là trơn bóng đâu, nó hơi nhám sần sần ấy, nó như kiểu một cái lớp cao su mỏng ấy, kiểu kiểu như vậy đấy. Rờ khá là sướng, cầm ấn vào cũng không có hiện tượng ọp ẹt đó. Còn đây là thông số của nó đây, đây các bác check dùm em này. Đây, không khó chịu quá nhỉ. Đó, đó thì em cũng thấy có cái thông số là 10 nhân 5 đấy, 20.000 này. Cái chỗ này là
12.000 a ma mah này, bên dưới là 74 wh này. Đấy, nói chung là mấy thông số này thì thực sự là bác nào rành thì mới 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 hiểu thôi, chứ em thì em chỉ muốn quan tâm nó là 20.000 và cái công suất của nó là 50W theo cái quảng cáo ở ngoài vỏ hộp kia cả. Đấy, ấn cái nút này lên. Ấn nút này lên thì hiện tại đang thấy là cái đèn này thực sự là nó rất là mờ. Đây. Cái đèn ở đây này. Chả biết nó đang bao nhiêu luôn. Ấn phát nó mất luôn thì biết là bao nhiêu nhỉ? Em chả hiểu luôn. Hay là hết 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 pin này. Rồi ok. Đây, output này các bác thấy này. Cổng 1 với cổng 3 là cổng A đúng không? Thì cái cổng A nó có mắc công suất nó là 15 nhân với 2 này là 12 nhân 2 nó tầm khoảng 20 mấy gì đấy. Rồi. Quan trọng là cái cổng C này này, cổng C này ra mới là công suất lớn này. Đấy, thì bác thì các bác cứ cứ nhìn đi. Nó sẽ là bao nhiêu thôi, em thì. Đó. Thì thực sự là nếu mà nhìn qua cái thiết kế như này thì em thấy nó cũng khá là chắc chắn và cũng không biết có phải là hàng fake hay không, cầm nó cũng khá là nặng đầm tay. Đấy, thì bây giờ em sẽ thử thử cắm nhé các bác nhé, thử cắm cái sạc cho con này. Thì đây em có một cái thiết bị đo dòng đây này, đây em sẽ cắm vào cái cổng in-out này nhé. Đó, và em dùng một cái đâu rồi. Thì đây là cái cổng sạc có cái công suất là 25W nha các bác nhé. Đây là 25W này. Thì em thử cắm vào xem nó được bao nhiêu. Ô nhầm rồi. À rồi, vào rồi. Đây. Đấy. Thì cái cổng này là cổng PD nhé các bác nhé. PD 25W của Samsung luôn. Thì em thấy là cái dòng đang sạc vào đây này, nó được 8V và hơn 2A một chút thì nó được khoảng tầm 18W này. Đấy, đo đo luôn cho mình này. 18W này. Đó. Thì em sẽ thử thay bằng cái cổng khác xem thế nào, xem nó có được như vậy không. Đây là một cái chân sạc cái cổng sạc 18W A2C. Đấy, để xem nó lên được nữa không. Đấy, dùng cổng này thì có mà đến sáng mai không đầy. Cái này nó mới chỉ được khoảng tầm 3,8W thôi. Đó. Ok. Mà không biết là cái em nó không biết là cái không biết là cái này nó đang được bao nhiêu phần trăm pin cơ. Tại vì đây các bác nhìn này, nó rất là mờ luôn. Nó khó nhìn lắm. Ấn này. Đấy. Đấy, cái đèn các bác chú ý bốn cái đèn này này. Ấn phát nó lên xong rồi nó cũng mất luôn, chả hiểu nó đang bao nhiêu. Thôi rồi, em sẽ thử cắm cái sạc của em, cắm cái sạc vào cho con Samsung Note, à quên, S23 này xem thế nào nhé. Thì đây, cổng cổng 1 với cổng 3 như nhau thôi, cho nên em cắm một cổng luôn, cổng 3 luôn này. Đây, bỏ đây rồi độ nhé. Đây, cặp cổng 3 thì xem được bao nhiêu. Ôi dạ, khá là khó cắm. Đấy, có hiện sạc các bác nhé. Đấy, có báo là sạc nhanh luôn. Có báo sạc nhanh, quên. Có báo sạc nhanh thôi. Để em cắm qua cái này nữa chứ, quên. Cắm qua cái này nó mới chuẩn. Xem nó bao nhiêu. Đấy. Đấy, có báo nó sạc nhé. Có báo sạc nhanh luôn. Đấy, thì cắm qua cổng này này. Qua cổng A này này. Thì bằng với cái dây này, với cái dây đi kèm cái củ này thì nó sẽ được khoảng tầm 14W. Đấy. Để em thử cái dây xịn hơn các bác nhé. Em thử cái dây xịn hơn như thế nào. Ây chà, chắc phết. Rồi, em sẽ kiếm cái dây A2C khác. Đây. Đây là một cái dây A2C cực xịn của Sennheiser này, cái dây mà đi kèm cái tai nghe của em. Đấy, cũng từ cắm cổng B, à cổng A. Số 3 như thế nào. Đây, cũng có báo sạc nhé. Cũng có báo sạc nhanh. Đấy. Và cũng chỉ được khoảng tầm 14W thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? 14W. Và trong khi đó em không biết là cái cổng này nó đang là bao, nó còn bao nhiêu điện nữa, không biết luôn. Đây này, các bạn nhìn này này. Em chả biết nó bao nhiêu điện luôn đấy. Không hiểu được. Nó làm quá mờ và rất là khó nhìn luôn. Đó, đấy, ấn này.
Đấy. Có thể như còn một vạch nữa sao. Đấy, khó hiểu. Hoặc là mình chưa đọc cái tài liệu hướng dẫn vận hành thì không biết. Ok, thì đấy là cái cổng A nha các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ thử cái cổng C. Đây, đây là một cái dây C2C của cái hãng này này, chả biết đọc tên là gì luôn. Nhưng mà nó rất là xịn nhá. Nó rất là xịn, em dùng nó cũng 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 một thời gian rồi, rất là xịn, không không phải sợ về chất lượng nó nhé. Không, đây là cổng C2C này. Đấy. Đây cũng có báo sạc nhanh nhé, nhưng mà không có sạc siêu nhanh, không không thấy có báo sạc siêu nhanh đấy, không thấy có báo sạc siêu nhanh này, và nó còn chậm hơn nữa. Ồ, không hiểu sao nữa. Đây, đây một cái dây rất là xịn rồi đấy, còn chập chờn nữa chứ. Để em tháo cái ốp ra này, có thể cái ốp vướng cái ốp ở đây. Mấy cái số đo dòng này nó không quan trọng. Trở về cái ban đầu đâu nhỉ? Đầu thì không biết. Đầu nó dễ nhìn hơn. Đây, đây cũng được. Thế đây này, cái này nó cũng vậy thôi các bạn. Cũng chỉ được vậy thôi. Chỉ được tầm 14W. Giống y như cái cổng A này các bạn. Không biết có phải do dây không? Em sẽ thử một cái dây khác nha các bạn nhé. Đây, em lấy cái dây khác. Thì đây. Đây là một cái dây Samsung chính hãng luôn các bác nhá. Nhìn cái tem này các bác biết rồi ấy. Đấy, thử xem nào. Không hiểu kiểu gì. Nó vẫn thế thôi các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Nó vẫn chỉ có 14W thôi. Đấy, tầm đấy thôi. Đấy, trong khi đó nếu như dùng cái dây này nhá, mà cắm vào cái củ sạc 25W của em này này. Đó, em cắm vào cái củ sạc của em này đấy. Đây này. Nó có sạc siêu nhanh luôn các bác. Nó nhầm mà. Chỗ này nó mở hơi mờ mờ. Đấy, sạc siêu nhanh luôn các bác này. Đó. Và đây các bác nhìn thấy này. Nó lên được những 20W này. Đó, được 20W rồi này các bạn này. Đó thì không hiểu là cái này phải làm cách nào để nó mới lên được 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 50W đây. Chưa hiểu các bạn. Cắm lại này. Cắm một cục C này. Em phải đọc cái tài liệu để xem là nó như nào lên được 25W. Đấy, vẫn chỉ có 14W thôi. Không biết, không thấy luôn. Cái này, cái đèn này này các bạn. Cái đèn này thì là nó có 1 2 3 4 5 4 cái đèn. Đấy thì bao giờ mà hiện được cái đèn 1 á. Đèn 1 là cái đèn nào? Một cái đèn đấy. Thôi cái này phải tìm từ tìm hiểu sau đi các bạn. Nó rất là khó hiểu luôn đấy. Cả một cái bảng như thế này cơ mà. Nếu mà người dùng bình thường thì hiểu cái đếch nó được. Người dùng bình thường chỉ cần hiểu là nó còn nhiều đèn thì nó là nhiều nhiều pin thế thôi chứ bố ai mà biết được này. À, đây là cái như là sạc thì phải. Còn còn đây là mới là cái đồng thời số đồ ra, đây là sạc này, thông số đồ ra này. Đấy. Ví dụ như đây là một đèn này. Không có đèn nào thì không có gì đúng không? Có một đèn thì là kiểu gì gì đây này. Đấy. Flicker là gì? Không hiểu. Nói chung thành phần này hơi khó hiểu chút. Cái này em phải tìm hiểu lại sau thôi. Nhưng mà hiện tại là em đang không thấy nó lên được. Nó không thấy lên được 50W. Đấy, thật sự là như vậy các bạn. Không lên được 50W. Đó, một củ sạc rất là to, hầm hố mà không lên được 50W. Không biết làm cách nào để lên được 50W. Thì lúc nào mà em làm nó lên được 50W thì em có thể em comment ở phía dưới để chỉnh thêm, chứ bây giờ là chưa biết thế nào các bạn. Đó, không hiểu thế nào luôn.
cổng C cũng chỉ được có 14W đấy, tầm đấy thôi. Tất cả các cổng đều thấy, hay là điện nó yếu quá xong rồi nó chỉ cho đấy thôi nhỉ, em cũng nghĩ như thế đấy. Thôi rồi để em sẽ sạc cái này lại xem nó đầy cho nó như nào nhé anh nhé. Cứ bảo là bây giờ không biết nó đang đầy hay là sạc, đầy là hay là cạn đấy. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Thực sự là nó cũng không quá quan trọng đâu, nó không không quan trọng, nhưng mà tại vì test để cho các bác, nếu mà có mua củ này thì các bác biết thôi đấy. Đương nhiên là cái việc mà hoàn thiện như này em thấy là ổn, nó không phải là như kiểu là hàng fake ấy, em nghĩ là nó không phải hàng fake đấy. Tại vì fake Xiaomi làm cái gì, fake Xiaomi là bán đồ rất là rẻ rồi, fake nó làm cái gì đấy. À cũng nói luôn là cái cục sạc này nếu như các bác mua ở ở chính hãng, ở những cái store mà gọi là chính hãng luôn đấy, chính shop luôn đấy, gọi là shop 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 môn của Shopee, Lazada, thì nó lên đến tầm tầm gần 900 nghìn các bạn, gần 900 nghìn. Nhưng mà cái shop này thì em mua nó chỉ có hơn 500 nghìn thôi, nó nghĩa là gần nó hơn một nửa chút thôi. Thế nên là rất là đắn đo là việc là nó phải dính hàng giả đấy, chứ là vẫn phải làm cái clip này để mà cho anh em mua xem thế nào đấy. Còn thực sự là anh em nào mà phân biệt được tốt hơn thì comment ở phía dưới giúp em nhé. Tại vì mua mục đích cái này nó giá nó không phải là đắt quá, nếu mà có dính hàng giả thì cũng là để mà anh em biết được mà tránh. Còn nếu mà hàng tốt ý, thì là anh em có thể mua mua ở cái shop này cũng được đấy. Em cũng không bia hoặc là không dìm hàng cái shop đấy, nhưng mà nó thực tế như nào thì em làm clip như vậy thôi. Ok, nếu bác nào mà biết rõ về cái này thì comment ở dưới giúp em nhé. Rồi, chào các bác.